Theo thông tin từ ban tổ chức SEA Games 31, sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình có hạn. Lễ khai mạc SEA Games không bán vé xem và chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho quan khách, người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới. Theo đó, một số loại công nghệ tiêu biểu được sử dụng trong lễ khai mạc bao gồm công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa, mapping, công nghệ thực tế ảo tăng cường, AR, công nghệ thực tế mở rộng hay thực tế hỗn hợp, hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, chiếc trống đồng gắn liền với con người Việt Nam bao đời xuất hiện đem theo lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt nhất là màn rồng bay lượn, khiến khán giả xem truyền hình được chiêm ngưỡng hình ảnh thăng hoa sống động. Đó là công nghệ hiện đại mà thế giới sử dụng ở các kỳ Olympic cùng nhiều kỳ đại hội thể thao quốc tế lớn. Bạn cảm thấy thế nào khi xem những công nghệ mới Việt Nam đã mang lại trong buổi khai mạc SEA Games 31? Chia sẻ dưới bình luận cho Tech Times biết với nhé!